Halloween các bạn đã có dự định đi chơi gì chưa? Nếu chưa thì hãy cùng mình vẽ bức tranh này nha. Trước tiên mình sẽ vẽ cây chổi, sau đó mình sẽ vẽ thêm một vụ phù thủy và đang chở một con mèo và một hũ kẹo. Tiếp theo đó mình sẽ vẽ thêm mấy ngôi nhà ở dưới thầy trống, mình vẽ thêm những con ma vô và mình sẽ làm bằng bút vi lét. Tiếp theo đó mình sẽ tô nền trước, bởi vì mình tô nền xong mình sẽ đỡ bị tô nền vô các nhân vật khác, nên mình thấy tô nền trước là một điều đó rất là cần thiết. Tiếp theo là tôi dành đến các chi tiết còn lại trong bài như nhà, hồn ma, phù thủy, chú mèo, giỏ bánh kẹo và con dơi thì mình sẽ tô tiếp tục, và sau đó mình sẽ nhấn thêm các hình ngôi sao và lưng vô cho bức tranh thêm sinh động hơn. Cảm ơn các bạn đã xem được video. Bye bye.